Nói hai điều mà các bạn nên làm như thầy. Dạ. Nhưng mà khó lắm đấy, không dễ đâu. Vâng. Cái điều đầu tiên đó là làm cho xã hội người ta yêu mình. Dạ, tuyệt vời quá. Khi mà thầy vào trong công ty mà thầy nắm được cái chức vụ lớn như thế, nhiều người nói với thầy rằng ôi dồi, chắc cái công việc đó thì bận lắm, khó lắm. Thầy bảo khó thật là bận thật, nhưng mà cái đó không phải là cái khó nhất. Cái khó nhất là cho dù khó khăn đến đâu chăng nữa, mình cũng đem cái tính nhân văn của mình để mình hành xử. Chưa bao giờ mà thầy đuổi nhân viên mà nhân viên bị tủi thân. Thầy bao giờ cũng nói với nhân viên khi thầy đuổi, bởi vì mình phải gọi thế là đuổi. Bởi vì ngày hôm trước họ làm việc với mình, ngày hôm sau họ đi ra ngoài thì là mình gọi thế là đuổi. Thầy nói như thế này: em ạ, tôi cũng ở trong cái địa vị của em rồi. Tôi đã lên voi xuống chó. Đôi khi tôi xuống chó xong tôi lại lên voi. Đó là tại sao? Đó là tại sao? Đó là tại vì rằng là mình có làm việc mà nó hợp, cái công việc nó có hợp với mình hay không? À, khi mà nó hợp với mình thì mình lên voi. Khi nó không hợp với mình xuống chó. Cái em nó sở dĩ mà hôm nay mình sẽ chia tay, tôi quyết định chia tay em, là tại vì rằng là cái việc tôi giao cho em không hợp cho em. Cái lỗi của tôi là 4/5 mà lỗi của em chỉ có 1/5 thôi. Thành chính vì vậy mà tôi hiểu lỗi của tôi và tôi xin lỗi em. Dạ. À, không, nhân văn là thế. Dạ. Và tôi không những tôi xin lỗi em mà tôi xin tặng em một cái số tiền. Wow. Để mà em không có thấy tủi thân. Lúc em ra đi đó, em sẽ được cái công ty nó bảo đảm cho em một số tháng, một số năm. Dạ. Để em có thể từ tốn kiếm việc. Vâng. Để mà em tìm được cái việc đúng theo cái khả năng của em. Tôi xin cầu nguyện, tôi chắp tay tôi lại em. Và tôi nói với em rằng tôi chỉ mong muốn là em kiếm được cái việc hợp với em. Và dạ, lúc đó em sẽ lên voi. Lúc thầy lên voi là tại vì thầy hợp việc, mà lúc thầy xuống dạ chó là tại vì không hợp việc. Có thế đó, chứ dạ, bao giờ mình dốt thật đâu, mà có bao giờ mình giỏi thật đâu. Vâng. Giỏi thật mà cũng không dốt thật. Đây là cái điều đầu tiên mà thầy mới nói, nhưng mà thầy có hai điều. Cái điều thứ nhì nữa là thầy phải nói với các bạn là khi mà thầy chẳng hạn như là thầy tập bơi, mình một hôm mình đang bơi thì bơi cũng, thầy bơi cũng khá giỏi chứ không đến nỗi nào đâu. Có người còn nói là thầy bơi rất đẹp. Dạ. Nhưng mà đẹp thì đẹp chứ nó không đi nhanh lắm. Bởi vì rằng là một hôm thì thầy tập ở một bên cái hồ bơi đó, mà hồ bơi Olympic tức là 50 thước ấy, thì nó có ba cái vật lằn nó dành cho vô địch của Pháp Quốc. Mà trong đó thì có một người là không những là vô địch thế giới mà còn là người kiếm kỷ lục thế giới 100 thước. Em không thể nào tưởng tượng được là họ bơi nhanh như thế nào. Mình mới bơi được có 1/4 cái 50 thước thôi thì nó đã đi 2 vòng rồi. Thế thì mình mới bảo quá. Thầy suy nghĩ làm thế nào mà thấy nó chả làm gì cả. Nó cũng khua tay như mình ý, cũng quấy như mình, nhưng mà nó đập chân mà còn đập chân còn chậm hơn mình nữa. Thế thì thầy lại nói, xin nói là thầy cũng chơi golf đó, chơi golf đấy, khá giỏi. Thế bảo rằng quá nhỉ, xong có những đứa đó nó đánh 350 thước mà cùng cái gậy đó có đứa chỉ đánh có 260 thước, lại có đứa thậm chí thì có đánh có 150 thước thôi, thì là thế nào mà cả ba đứa mắm môi mắm lợi đập. Thế thì mình bảo rằng là việc phải làm là thứ nhất là mình quay phim rồi mình quan sát. Để thầy nói cho em nghe nhé, thầy xem 10 tiếng đồng hồ. Dạ. 10 tiếng đồng hồ chứ không phải là 10 phút. Xong rồi thầy cầm một cái xô 500 trái banh và thầy đánh đi đánh lại đến khi nào mà mình mới hiểu được là cái gì phải làm và cái gì không làm, thì mình mới hiểu được một chuyện. Mà đây là thầy xin cho các bạn cái chân lý: bất cứ việc gì mà cầu kỳ phức tạp không phải chân lý. Ngay khi đánh gôn, ngay khi bơi, người ta bơi nhanh là bởi vì người ta không có những cái cử động mà tự rào cản mình, nó lướt đi. Thành ra là mình thấy những người bơi chậm đó, là chính trong những cử chỉ của người bơi chậm nó có đến 80% những cử chỉ tự mình cản mình. Và cứ như thế thầy nghiên cứu. Thế thì tất nhiên rồi, thầy xem 100 vô địch mà mỗi người thầy nhìn nó đánh 10 tiếng đồng hồ đó. Nhưng mà đến khi mà một cái thằng cao 1.60 mà bắt đầu đánh những cái banh mà trong cả cái câu lạc bộ nó nói rằng là mày là thằng nhỏ nhất, mày sao mà mày là cái thằng đánh xa nhất, thì mình bảo rằng không, tao là cái thằng mà mang cái trí tuệ và cái nội lực. Dạ. Để không phải là để đánh xa hơn mày, nhưng mà để
để chiến thắng chính mình, để chứng minh cho mình rằng là mình dùng được cái trí tuệ của mình, và chứng minh cho mình rằng là mình đã dùng được cái cơ thể của mình. Nào cũng có người hơn mình. Cái vũ trụ đó thì mình không thể nói là môn nào mình cũng hơn tất cả mọi người cả. Thế nhưng mà có một cái chiến thắng mà mình có thể dễ dàng chiến thắng là chiến thắng chính mình. Ngày hôm nay thầy phải thua cái người chính mình ngày mai. Đấy. Và nếu mà bạn nào nói rằng tôi già rồi, tôi không làm được chuyện đó, bạn không muốn làm thì bạn đừng làm. Tôi cũng chả ai bắt bạn làm cả. Nhưng mà cái mà bạn mất là cái sự thích thú kinh khủng. À, bây giờ em có biết là ở cái tuổi này mà mình làm cái gì mà ngày mai mình còn làm hơn được đấy, ôi giời ơi, nó mừng rỡ vô cùng, à, hạnh phúc lắm. Mình bất chấp ai nhìn, ai không nhìn, ai nghe, ai không nghe, cái đó không có cái đó là quan trọng. Cái quan trọng là mình thắng chứ mình. Thầy có người bạn, anh ấy năm nay 87 tuổi rồi. Thế một hôm anh ấy ở Bretagne, tức là French Brittany đấy, bởi vì cái đó là quê của anh ấy. Một hôm thầy tới thăm anh ấy, thấy anh ấy ôm đống gạch, bảo ra mà mày 87 tuổi mày còn ôm đống gạch, mà tao xây nhà. Thì bảo rằng mày có cái nhà villa đẹp như thế, to như thế, 1.000 thước, mà mày lại ôm gạch thì xây cái nhà nữa làm cái gì? Không mày ạ, à, đây là cái niềm vui của tao. Wow. Bởi vì là tao thấy tất cả những người thợ mà xây nhà cho tao, nó đều xây những cái nhà mà chưa hoàn hảo. Yeah. Tao muốn tự xây một cái nhà mà nó hoàn hảo cơ. Thế mình bảo là hoàn hảo là thế nào? Hoàn hảo là 1.000 năm nữa, bão táp đến đâu, con cháu tao nó ở trong, nó cũng không bị bão nó tát vào. Wow. Tường không đổ. Mình bảo nó là ô, thế mày làm đến đâu rồi? Mày có biết không, 9 tháng trời để đổ cái nền, một mình ta làm. Mày làm một mình ấy, tao vác từng bao xi măng một, mà từ 9 tháng nay tao đổ được xong cái nền rồi, bây giờ tao bắt đầu xây đến cái tường. Mà rằng ôi dồi ôi, mình sợ quá. Mày nói thật với tao đi, là mày xây không phải là để ở. Tất nhiên rồi, mày vừa nhìn cái villa của tao thì tao có thiếu tiền đâu. Thế nhưng mà đây là cái thú, đây là cái hạnh phúc của mình. Mình tự thách thức mình. Trong cuốn Một Đời Quản Trị, thầy nói bình quân thì tất cả các chương thầy đều viết 5-6 lần. Thế nhưng mà có một chương thầy viết 11 lần. Hỏi tại sao? Nghe là thầy lại viết 11 lần, trong khi đó nhà xuất bản đã đọc cái văn bản rồi. Nói rằng là thưa thầy, đến cái phiên bản số 8 ấy thì chúng em hài lòng lắm rồi. Đó, và thầy đọc thầy vẫn thấy là chưa hài lòng. Thầy ném cái phiên bản số 8 xuống sọt rác. Wow. Thầy viết lại số 9. Dạ. Thầy ném cái số 9 xuống sọt rác, thầy viết cái số 10. Thầy ném cái số 10 xuống sọt rác và thầy viết cái số 11. Và nếu mà thầy còn thời gian ấy, thì thầy sẽ còn điều chỉnh, vì khi tái bản mình có thể viết lại. Nói thế để rằng là mình thắng chính mình đơn giản lắm. Cái đó là cái thú của mình. Mình chiến thắng chính mình, không phải là mình làm cái gì, mình có bán sách đâu mà mình lo. Cái chân lý là cái việc đầu tiên khi đi vào con đường tự học. Dạ. Là nhận là chung quanh mình toàn là thầy, có nghĩa rằng là mình đã cất cái tự ái của mình đi. Không phải tôi là một giáo sư lớn ở trường đại học lớn mà tôi bảo rằng là tôi chẳng còn cần nghe ai nữa. Ngược lại, bây giờ mà một giáo sư Phan Văn Trường mà đi đánh giày cho một thằng đánh giày, dạ, mà đánh giày đẹp hơn nó thì cái đó mới là cái thách thức chứ.